Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ làm về khẩu súng cuối cùng cho bộ Liên Ping Amshell Sticker. Đây là một trong những khẩu shotgun hiếm hoi có thể bắn được liên thanh, nhưng bù lại nó về là đạn lâu vãi cả trưởng ra. Bạn nào còn nhớ khẩu Winchester huyền thoại thì nó kiểu như vậy đấy. Ui giời ơi anh Tơ ơi, anh còn ra đây làm cái gì? Cho em thời gian đi, em phun băng đạn cái 14 viên một băng cơ. Chơi cry cứ về xác định sẵn tinh thần là dùng cả tuổi thanh xuân để nhồi đạn. Nó nhồi như nhồi lòng lợn vậy. Từ trên cao giã xuống lại bảo là đéo đau đi. Rồi ưng nắm. Ui, tiên sư đã đắp choáng nha. Phát đấy mà mình chết hay là mất giáp thôi thì đừng hỏi tại sao lại có một bài văn tế mang tên bạn. Anh em chơi với nhau và lại bóp dái với nhau những cái pha thốn như vậy nhỉ. Ui, đam nó giận đấy, nó phê phết đấy. Bạn ơi, bạn có thể dừng lại một tí cho mình làm đạn đi không? Hồi sức cấp cứu tí nhỉ. Ui, nhấp nháy kìa, chén luôn. Mày vào đây. Định mệnh nó lại không lên như bắt bài hơi xịt. Đây rồi. Mày vào đi. Úi giời ơi, định mệnh đi giáp rồi. Mày vào đây này. Bạn sai rồi bạn ạ. Bạn giết mình luôn thì không giết. Đây ông chém bắt giáp, ông còn giật luôn lại. Bảo sao? Vừa khi mình mất đi cái thứ gì đấy thì mình cũng chó lắm. Tinh thần chiến đấu nó gọi là dâng cao vời vời. Đây xem thằng nào. À đây rồi, có con dùng non. À hí hí hí. Em đi đâu về mà đứng ở đây. À sao lại? Đúng rồi bạn ơi. Mày chết luôn này. Từ dưới cắt lên thì đằng nào em cũng chết. Hút à. Này thì hút này. Ui cái định mệnh như được. Lỡ tay rồi. Phí quá. Rồi bạn ơi. Chết không? Nhấp nháy không? Đây rồi. Tuyệt vời không mà rồi. Mày vào đây này. Này thì đứng rình rình này. Ba kêu ngọt sớt. Người ta gọi là của nhà trồng được mà tội gì mà không ăn. Giờ này cận chiến ngon phết đi chứ. Úi giời ơi. Ba đứa luôn này. Anh em có thể chơi chế độ 1-1 được không? Thằng kia nó vẫn nhấp nháy. À, chạy à, sao xa thế? À, thằng kia chết thay rồi. Mày thích anh hùng cứu mỹ nhân hả mày? Này thì cứu mỹ nhân này, thằng này nó xấu như thị lở đấy mà ông này còn hăng thế nhỉ? Ở đâu rồi? Định mệnh. Ui giời ơi, xót ruột quá, mình không ra kịp. Người thanh niên cầm dìu đã nằm xuống. Tiếp tục clip thôi, vẫn phòng đấy anh em nhá. Mình vừa nghỉ mấy hiệp, hiệp cuối luôn rồi. Hôm sau chén hết. Khẩu súng này đã khóc 3 ngày 3 đêm trong kho đồ. Nó hỏi tại sao clip nào cũng khoe về nó mà mãi chưa thấy làm thế này. Nên là mình quyết định không để dạy nữa, mang vào vã zoom luôn. Úi giời ơi, thùng hàng thất thủ. Còn này nó cũng khá là dị. Với cả nó không có một cái chế độ nào làm nổi bật lên được cái sức mạnh của nó đấy. Nên là anh em ít bắn lắm. Mình thấy trong hoàng lăng này cũng không mạnh lắm đâu. Zoom nó có nhìn chiến binh nó dãi cứ chạy ròng ròng hay làm sao mà có đủ tự tin cầm shotgun đi săn được cơ chứ. Ui có hàng này. Đừng giết nó bạn ơi. Thôi xong, tiếc thế. Người ta đã lao xuống cầm carabine định thông đít rồi. Mày cứ cho zoom lon về với cắt bụi là thế nào nhỉ? Định mày thải châu máu này. Ui dồi ôi, anh ơi sao anh ngu thế anh ơi. Anh Diệt ơi, anh chạy lên đây để cho thằng KSP này nó bắn cho lòi tí anh ra à. Không có cái dại nào bằng cái dại nào. Khổ thế. Rồi, y tá chết luôn rồi. Ui dồi, hay. Hay quá. Một pha không để ý thôi, anh Hủy Diệt đã tạo nên được điều kỳ diệu. Cái lũ đáng nhà nó nữa. Người ta ra hóng hớt đăng tin thôi mà nó cũng chém này. Đi luôn cái giáp rồi. Bây giờ nó lại đâm zoom đi chứ. Cuộc đời nó thì sida thế. Bây giờ thì lương tựa vào ai để sống đây. Cái kim bài miễn chết của tôi. Nó lại không lên, nó đứng dưới nó rình rình. Ghét vậy con zoom lon này. Bây giờ chúng ta không đi thể chơi nó kiểu bô nhách được rồi. Mấy cái con mà nó rình rình lé nó ra. Không húng được đâu. Ôi hết hồn bạn ơi, lại cho ăn à. Cảm ơn nhá. Ngại lắm đấy, nhưng mà biết làm sao được. Hàng dâng tới mồm rồi. Nhấp nháy này. Nó không nhìn thấy mình. Nó không nhìn thấy mình. Anh Tơ ơi, anh đừng dậy nữa nha. Anh Tơ ơi. Chết Tơ rồi, thì bọn này biết dựa vào ai. Cuộc đời lại đen tối như tác phẩm tắt đèn rồi. Đợi nhồi đạn thì từng đứa một sang đây. Mày vào đây nữa này, mình cứ chém thường mình chém. Nhanh lắm, không chết, con này trâu máu thế mà cứ đứng im hồi. Nhấp nháy, mà lại đứng hồi máu tiếp. Cuộc đời các bạn y tá chỉ có hồi máu với cả đứng nhìn mình thôi. Từ từ nhá. Ui, mày lên đây, quá muộn rồi. Win luôn, soi đưa chơi win. Chơi khẩu súng này nhiều khi cũng buồn cười lắm, nhiều bạn không biết đấy. Cứ hỏi kiếm ở đâu thế. Nhưng mà mình toàn im lặng thôi. Nếu mà nói áp VTC cấp thì những cái pha sau nó kinh dị và bạo lực lắm. Mình không dám nghĩ tới nữa. Nên là nhiều bạn tinh ý một chút là cũng biết là mình chơi.
Úi giời ơi anh Tơ ơi. Rồi xong cuộc đời Tơ bây giờ lát biết. Biết là ăn cái từng đấy đạn thì bây giờ nó còn bao nhiêu máu nữa. Đến đây á. Úi giời nó lên rồi. Nó lại chạy rồi. Tơ kìa bạn ơi. Rồi may quá nó không để ý mình. Anh em cứ đánh nhau đi. Cuộc tình tay ba thì không hạnh phúc nên là mình cũng không xen vào. Rồi các bạn tự xử. Có con giống non nào không nhỉ? Đi kiếm đã. Úi giời ơi. Khiếp hồn nó cho xồm. Như một vị thần vậy. Đây rồi, đây rồi. Nó đã nhìn mình bằng ánh mắt đầy tình cảm. Nó định lút mình đấy. Mày vào đây là một thằng headshot. Carabit cầm sướng thật đi. Chém nó nhanh. Cái này là rất phù hợp cho cái việc mà đứng rình. À, chúng ta nhử rôm ấy. Cứ nào nhấp nháy cho các bạn đứng vào cái chỗ mép tường không có tầm nhìn đấy. Nó ra là xỉa thôi. Rồi, anh bị dìa đây, anh sang đây là anh ơi. Em chạy thằng đỏ mời anh qua đây là anh dìa thôi. Cái định mệnh cái thằng này. Sang đây. Anh có sang đây không? À, thầy có định nhử mình đấy. Mày chơi tao không thấy như thằng ngáo nhỉ. Ôi sao nó bị sao vậy? Tôi kệ đi. Cái việc này không việc của mình, mẹ ăn cận chiến là ngon rồi. Ôi có hai đứa này thôi xong. Thôi xong. Thế bây giờ tôi lại chơi với 11 thằng zoom thì đánh thế nào? Mất giáp rồi. Trời ơi, định mày ăn mỗi con zoom lon tôi đi luôn cái giáp. Mày lên đây nữa hả? Chết luôn này, ai hí hí có được chạy rồi. Phê lòi, lên bàn thờ thằng Tiến. Cầm lục dĩa, giờ làm đạn các bạn đến Tết Tây. Và là tiếng vị cầm gieo rất buồn. Tựa ai oán giữa đêm tịch liêu. Tiếng vị cầm như tiếng lòng của một người vẫn luôn nhớ mong. Nhớ một người hay mỉm cười. Thôi vào trận rồi, không xảo xí nữa anh em ạ. Nhiều khi mình chỉ biết hát thì quên đi nỗi buồn thôi. Người ta bảo rồi, hát hay thì không bằng hay hát. Bình thường mình live stream ấy, mình hát anh em toàn tắt đi thôi. Nên bây giờ mình cứ lồng vào cái clip này cho nó chắc. A à, hí hí hí. Thằng niên mình cứng như cầm ca xê giữa sân luôn. Cái trận này mình vừa dứt mồm xong. Đang định bầu cho bạn tỏa sáng mà bạn đã tắt luôn rồi. Mình cứ đứng ở trên đây mình tỉa cho nó sướng. Này đây. Khẩu này mới như khẩu A-12 đã thay đạn phát 1 thì zone nó cứ gọi là bà cụ sừng con nhá. Ui cái gì vậy bạn ơi? Sao ai chơi kiểu đấy nhỉ? Hết hồn. Tao mà bị bệnh tim thì cứ gọi là mày bán nhà mày đền con ạ. Đây ơi. Ô thằng này bạn, ê, bạn tập Uni à? Nếu bạn thích bạn hãy liên hệ với tiền Zobi V4. Mình có một khóa nhỏ lấy chi phí rất là rẻ thôi để dạy bạn nhá. Ai để chơi nhảy kiểu thế bao giờ? Đạn cứ trên nó dã xuống nó hết cả mồm ra rồi. Ôi ôi. Còn thanh niên đứng ở trong nó đứng ở sâu trong bàn thờ nó rình chứ. Nên em cũng chịu. Thế đấy, định mệnh con chim ngáy rồi. Thôi xong rồi, bị vây rồi. Té trước cho lành, đứng ở trên đây nguy hiểm lắm. Ai đi mày vào đây. Mày chạy đi đâu có sâu này. Này thì định mút cái này nhử đấy. Mình đã hách lão đúng là không có lão rồi. Ôi, có Tơ trầu lắm. Bây giờ anh Tơ nhấp nháy nào, em cũng cầm ca đấy bít, em vào em mút anh luôn đấy. Em không xoắn cái gì đâu. Lành làm gáo thì vỡ làm môi luôn. Thằng hero kia chết luôn rồi. Thôi xong rồi bạn ơi. Lại một mình tôi bơ vơ trong cái cõi đời này. Có mát tiên hóa đứng kia nó chặn kìa. Khốn nạn thế. Mày chơi tao à mày. Ui giời ơi, hồi sinh một pha thối mồm của bạn rôm non vừa chết. Sao lại ăn ở kiểu gì vậy nhỉ? Giờ này mình ăn ở cũng có đức lắm cơ mà. Rồi xuống. Rồi tôi bị lừa rồi. Thì chớp lên đây này. Bây giờ thì mất giáp. Thời gian cứ lặng lẽ trôi thôi. Úi trời ơi đâu hết rồi. Mình lại sang bên này. Anh em cứ đứng dưới nhìn lên với cái đôi mắt đậm vẻ tiếc nuối. Mình không nỡ. Nhưng mà biết làm sao được. Nếu mà mình chết mới làm các bạn vui thì mình không bao giờ mình chết các bạn ạ. Buồn quá. Rồi có 3 phiên bản này nguyên thủy trong hàng Vicoi này. Khẩu Phoenix này với khẩu Leoping này. Nói thật đấy mình cũng khá am hiểu về gần như là tất cả các loại súng. Mình cũng biết rất là nhiều về tất cả các phiên bản các thứ nữa. Cái bản này mình làm clip nhiều lắm rồi đấy. Thỉnh thoảng những cái khẩu nào mình hay toàn nhai đi nhai lại à. Mày vào đây không? Ui, chết luôn kìa tiên sư thằng 3Z nhá. Mình nghĩ thằng này có họ hàng với thằng Zo vừa nhấp nháy này. Nên là mới có một pha bắn giải vây như vậy. Không là mình cũng mút thằng kia rồi. Hạch quá. Mà cả thấy con zoom non ảo không? Pha đấy mà nó vẫn bắn chết được thì em chịu.
Anh Tơ ơi, sao anh cứ đứng ở trên đây làm gì vậy anh Tơ ơi? Định mày chỉ đấy có ai đâu anh Tơ ơi? Ơ tia sư thằng Tơ kia, mày có đi chém không? Cái định mệnh nó đứng ngồi này. Thôi mình cũng dừng clip đây nha các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.